đóng lọ lục bình cẩm bông để xuất đi cho khách ạ, ship đi cho khách ạ. Các bạn đang nhìn đây là những cái lọ cẩm bông, cái vân hoa của nó rất là đẹp. Cái chiều dài của cái lọ lục bình này là 60 cm, còn cái chỗ đường kính mà cái chỗ to nhất này là 12 cm bạn nhé. Tuyệt đẹp đúng không ạ? Cái hàng làm rất là kỹ, bóng lừ luôn. Các bạn có nhu cầu mà mua các cái lọ lục bình cẩm bông như thế này thì vui lòng liên hệ 0977973535 bạn nhá. Đấy, mình sẽ quay cho các bạn để thấy được cái sắc nét, cái vân, các cái gỗ, tất cả các cái vân này là đều là vân tự nhiên, và hai nữa là liền khối 100%, không có chắp vá bất kỳ một cái chỗ đoạn nào. Nữa là nó đẹp long lanh, lung linh, không tì vết.